thảm sát Quảng Ninh, hung thủ giết 4 bà cháu thủ sẵn thuốc độc trong người. Tối 26 tháng 9, Doãn Trung Dũng, nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Thông tin từ trinh sát cho hay, tối 26 tháng 9, Dũng về một quán cà phê ở khu vực chân cầu Bính, thành phố Hải Phòng và hẹn người anh họ ra uống cà phê tâm sự. Khi đang ngồi thì trinh sát ập vào bắt. Khám xét trong người Dũng, thấy có thuốc độc, có thể Dũng có ý định tự tử. Trước đó, ngày 25 tháng 9, Công an Quảng Ninh xác định nghi can liên quan vụ đột nhập sát hại 4 bà cháu tại căn nhà ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí là Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, cháu rể gia đình nạn nhân, có 2 tiền án, địa chỉ thường trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí. Khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt về tội giết người và cướp tài sản đối với đối tượng này. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang di lý đối tượng về Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Lời khai giận người của nghi phạm vụ thảm án ở Quảng Ninh. Nghi phạm Doãn Trung Dũng, chiều 23 tháng 9, đã đến nhà chị Vũ Thị Thanh hỏi vay 20 triệu đồng, sau đó ngủ lại gia đình và gây ra vụ thảm án. Lần lượt sát hại dã man 4 bà cháu từ nửa đêm cho đến sáng ngày 24 tháng 9. Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng úy Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự C45 Bộ Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nghi phạm trong vụ thảm án sát hại dã man 4 bà cháu ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh ngày 24 tháng 9 vừa qua. Nguồn tin từ một trinh sát tham gia bắt giữ nghi phạm cho biết, vào tối ngày 26 tháng 9, khi nghi phạm Doãn Trung Dũng vừa đi xe taxi từ khu vực xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, về khu vực gần chân cầu Bính thuộc thôn 5 xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thì bất ngờ bị các trinh sát hình sự bắt giữ, khám xét tại chỗ, trong người Dũng thấy có thuốc độc. Sau khi được đưa về trụ sở công an huyện Thủy Nguyên khai thác nhanh ban đầu, nghi phạm Doãn Trung Dũng gây ra vụ thảm án chấn động dư luận đã được công an tỉnh Quảng Ninh di lý về địa phương. Nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết, chiều 23 tháng 9, Doãn Trung Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh là chị họ của Dũng. Dũng lấy con gái của người phụ nữ là em của bà Nguyễn Thị Hát, mẹ của chị Vũ Thị Thanh và là một trong 4 nạn nhân của vụ thảm án, hỏi vay 20 triệu đồng nhưng không được. Bà Nguyễn Thị Hát đã giữ Dũng ở lại ăn cơm với gia đình. Sau đó Dũng ngủ lại qua đêm ở dưới thảm ở nền nhà tầng 1. Hai con chị Vũ Thị Thanh và Phạm Đình Hưng sinh năm 2007 và Phạm Thu Hà sinh năm 2008 ngủ cùng một phòng. Bà Hát cùng cháu Vũ Khánh Huyền sinh năm 2013, con của chị gái chị Thanh ngủ ở một phòng khác. Do sử dụng ma túy đá từ chiều 23 tháng 9 nên Dũng không ngủ được. Đến đêm, khi cháu Hưng dậy đi vệ sinh, quay trở về giường ngủ thì bất ngờ bị Dũng dùng dao bầu đã thủ sẵn đâm chết. Lúc này thấy tiếng động, cháu Phạm Thu Hà tỉnh dậy thì bị Dũng bóp cổ không cho kêu. Sau đó Dũng thả tay ra nhưng cháu bé lại kêu khóc. Liền bị Dũng lôi xuống khu vực nhà tắm ở dưới bếp sát hại. Xuống tay sát hại cả hai cháu bé có quan hệ họ hàng với mình xong, Dũng không bỏ trốn mà tiếp tục ngủ tại tầng 1. Đến rạng sáng ngày 24 tháng 9, bà Hát tỉnh dậy đi vệ sinh thì phát hiện cháu gái nằm chết gục trên vũng máu ở khu vực dưới bếp. Bà Hát liền kêu thất thanh nhưng đã bị Dũng dùng chày đập nhiều nhát và đâm 2 nhát khiến bà tử vong. Phát hiện thấy cháu Vũ Khánh Huyền tỉnh giấc, chạy xuống dưới bếp theo bà Hát. Dũng lại tiếp tục dùng chày ra tay tàn nhẫn, dã man cướp đi sinh mạng của cháu bé mới 3 tuổi. Sau khi cướp đôi hoa tai của bà Hát, lục lọi tủ nhưng không lấy được gì, Dũng về nhà tắm rửa và cho quần áo dính máu vào máy giặt, giặt hỏng xóa dấu vết. Cả ngày 24 tháng 9, Dũng vẫn ở nhà bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều cùng ngày, khi Dũng đang ngồi cùng vài người hàng xóm ở tại nhà mình, thì lực lượng công an xuất hiện, Dũng đã trèo qua rào bỏ trốn. Sau đó, Dũng trốn về Hải Phòng thì bị bắt. Như báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 9, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, cùng hai con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng, sinh năm 2007, Phạm Thu Hà, sinh năm 2008 và cháu ruột của chị Thanh, Vũ Khánh Huyền, sinh năm 2013, nằm chết gục trên vũng máu trong nhà của gia đình ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Khắp người các nạn nhân có nhiều vết đâm chém, trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vụ thảm sát sát hại dã man 4 bà cháu cùng các tài liệu điều tra ban đầu,
đã thu thập được, cơ quan điều tra nhận định có cơ sở xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chiều cùng ngày 24 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự giết người cướp tài sản để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là đối tượng tình nghi trong vụ thảm sát sát hại dã man 4 bà cháu. Ngày 26 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Doãn Trung Dũng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Uông Bí, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh cùng lực lượng công an các tỉnh, thành phố lân cận cũng vào cuộc để truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng này. Bốn bà cháu bị sát hại trong căn biệt thự 2 tầng. Trong 4 người bị sát hại tại căn biệt thự có 3 cháu nhỏ, lực lượng Bộ Công an đã tung quân xuống hiện trường phối hợp điều tra. 7 giờ ngày 24 tháng 9, đi làm ca về, chị Vũ Thị Thanh ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phát hiện mẹ, hai con cùng cháu ruột bị chết do nghi có dấu hiệu án mạng. Trao đổi với Dinh.vn, ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện trường nơi xảy ra vụ việc là căn biệt thự 2 tầng mới xây nằm gần trung tâm phường Phương Nam. Bốn nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hát, 56 tuổi, mẹ chị Vũ Thị Thanh, Phạm Đình Hưng, 9 tuổi, Phạm Thu Hà, 8 tuổi, cùng là con chị Thanh và bé Vũ Khánh Huyền, 3 tuổi, cháu ruột chị Thanh. Các nạn nhân được người thân phát hiện chết trong nhà, trên người có thương tích. Công an Quảng Ninh đã phong tỏa hiện trường, chờ lực lượng tăng cường từ Bộ Công an điều tra, Phó Chủ tịch phường Phương Nam nói với Dinh.vn. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, ông đang cùng các điều tra viên của đơn vị đến hiện trường điều tra vụ việc. Theo Vietnamnet, một số người dân quanh khu vực xảy ra vụ trọng án nói, bà Hát thường xuyên ra nhà con gái để trông cháu ngoại. Đêm xảy ra vụ án, chị Thanh làm việc tại cây xăng Phương Nam trên quốc lộ 10 nên thoát nạn. Nghi can gây ra vụ thảm sát 4 người ở Quảng Ninh là cháu rể nạn nhân. Doãn Trung Dũng có đặc điểm trùng khớp với một trong hai kẻ quanh quẩn khu nhà nạn nhân trước khi vụ án mạng xảy ra. Ngày 25 tháng 9, Công an Quảng Ninh xác định một trong hai kẻ đột nhập sát hại 4 bà cháu ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, từng có 2 tiền án và là cháu rể nạn nhân. Đã 2 ngày nay, mọi liên lạc với tên này đều không thực hiện được. Tất cả các cửa ngõ ra vào Quảng Ninh, các nhà nghỉ, khách sạn, biên giới hiện đều được kiểm soát chặt chẽ. Bộ Công an cũng chỉ đạo các tỉnh lân cận Quảng Ninh hỗ trợ phá án. Liên quan tới vụ việc, sáng ngày 24 tháng 9, ông Vũ Văn Bách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Nam xác nhận, tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam vừa xảy ra vụ án mạng khiến 4 bà cháu chết trong đêm. Nhà có 4 nạn nhân tử vong nằm ở cuối con đường nhỏ, sau trường cấp 2 Phương Nam, phường Phương Nam. Chỗ ở của gia đình nạn nhân là ngôi nhà 2 tầng, có khuôn viên khá rộng và hàng rào bao quanh. Các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng này. Trước đó khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 9, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình này đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ, hai con và một cháu ruột do có tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng. Danh sách nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, là mẹ đẻ của chị Thanh. Cháu Phạm Đình Hưng, sinh năm 2007, là con đẻ chị Thanh. Cháu Phạm Thu Hà, sinh năm 2008, là con đẻ chị Thanh. Vũ Khánh Huyền, sinh năm 2013, là cháu ruột, con chị gái của chị Thanh. Hàng trăm người xuyên đêm truy lùng nghi phạm giết 4 bà cháu. Sau khi xác định nghi can Dũng, Công an tỉnh Quảng Ninh cùng công an địa phương ra soát địa bàn để tìm nơi người đàn ông 45 tuổi ẩn náu. Tối 25 tháng 9, khi cơn mưa nhẹ vừa ngớt, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Uông Bí và lực lượng chức năng địa phương tung quân truy tìm nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở phường Phương Nam. Trước đó, lực lượng điều tra phát thông báo tìm nghi can Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, ở phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, hiện anh ta đã rời khỏi nơi ở. Có mặt tại khu 1 phường Trương Vương tối 25 tháng 9, phóng viên Dinh.vn theo chân tổ công tác hơn 100 người thuộc nhiều lực lượng rà soát địa bàn quanh nơi nghi phạm 45 tuổi cư ngụ dọc sông Uông. Đây là khu vực cỏ mọc um tùm, xinh lầy và thưa thớt nhà dân, trải dài hơn 2 km bờ sông và rộng gần 1 km. Ven bờ sông Uông, đoạn chảy ra địa bàn có thảm án, trinh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh có một mũi truy xét cắm chốt tại đây. Theo ghi nhận,
Căn nhà của Doãn Trung Dũng sống cùng một người thân cách nơi bốn nạn nhân bị sát hại hơn 10 km. Hàng trăm người chia làm nhiều hướng truy xét, họ gồm cảnh sát hình sự, công an các phường lân cận, phường Trương Vương, dân quân và thanh niên xung kích địa phương. Ngoài khu vực này, các tổ công tác khác chia nhau làm nhiệm vụ ở địa bàn lân cận trên toàn thành phố Uông Bí. Ngoài đèn pin, mỗi người được trang bị vũ khí thô sơ để tự vệ, từng nhóm lùng sục đoạn bờ sông Uông dài gần 2 km. Con sông chảy qua thành phố Uông Bí nằm song song với quốc lộ 18. Nhà của nam nghi can nằm cạnh bờ sông. Ngoài lực lượng rà soát, công an tỉnh Quảng Ninh bố trí nhiều mũi phục kích tại các điểm trọng yếu trên địa bàn. Ngay sau khi biết thông tin về Doãn Trung Dũng, khu vực nơi anh ta sinh sống trở nên yên ắng. Theo một cán bộ cảnh sát, Dũng là nghi can chính sát hại bà Nguyễn Thị Hát 61 tuổi và ba cháu nhỏ Phạm Đình Hưng 9 tuổi, Phạm Thu Hà 8 tuổi và Vũ Khánh Huyền 3 tuổi. Anh ta có 2 tiền án nghiện ma túy. Nhiều dấu vết bất thường quanh khu vực người này sinh sống được cảnh sát tập trung kiểm tra, thấy nhiều cây trong vườn sắn của một hộ dân bị chặt phá để lấy củ, lực lượng chức năng đã xem xét. Trong khi đó, một mũi truy tìm khác lùng sục trong vườn cây ven quốc lộ 18, cảnh sát nhận định nghi can 45 tuổi có thể đang ẩn náu tại địa phương. Tại một hồ nước trong vườn cây này, trinh sát phát hiện bộ quần áo không trắng còn mới. Cùng lúc này, lực lượng còn lại rà soát trên dưới hồ và khu vực xung quanh để tìm dấu hiệu bất thường. Các nhóm truy tìm tạo thành thế vòng cung khép kín trên bãi sông rộng hàng nghìn mét vuông. Sau cơn mưa, khu vực này ẩm ướt khiến cuộc rà soát gặp khó khăn. Rạng sáng 26 tháng 9, các mũi truy tìm trở lại trụ sở công an phường Trương Vương để bàn rồi tiếp tục rà soát địa bàn lân cận. Nhiều người dân địa phương hy vọng cảnh sát sớm bắt được nghi can vụ thảm sát. Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Uông Bí, nghi vấn 3 con chó trong nhà không sủa. Chó trong nhà mà không sủa là có vấn đề. Bình thường trộm vào chó phải sủa tỏi lên. Cần điều tra xem chó bị đánh thuốc hay do chính người quen vào mà lũ chó lại im như thế. Đó là lời bình luận của một khán giả trên mạng xã hội. Khoảng 7 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2016, chị Vũ Thị Thanh, 33 tuổi, trú tại khu 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, là nhân viên cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Phương Nam. Sau khi làm hết ca 3, chị Thanh trở về nhà thì bất ngờ phát hiện 4 người trong gia đình bị chết do các tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng. Được biết, nhà chị Thanh có nuôi 3 con chó. Nhiều đêm nghe tiếng chó sủa, bà Duyên, hàng xóm nhà chị Thanh đi ra ngoài để kiểm tra tình hình. Nhưng đêm qua tôi không nghe thấy tiếng động tĩnh gì, sáng sớm nay ngủ dậy thì nghe tin về vụ việc. Hiện chó của nhà chị Thanh vẫn còn sống. Chó trong nhà mà không sủa là có vấn đề. Bình thường trộm vào chó phải sủa tỏi lên. Cần điều tra xem chó bị đánh thuốc hay do chính người quen vào mà lũ chó lại im như thế. Đó là lời bình luận của một khán giả trên mạng xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc. Tiểu sử Doãn Trung Dũng, nghi phạm số 1 trong vụ thảm sát ở Quảng Ninh. Liên quan đến vụ thảm sát 4 bà cháu tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bước đầu cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện dấu vân tay lạ và dấu giày có dính máu. Trích xuất camera tại trạm xăng đã lộ diện các đối tượng lạ mặt, trước đó có lảng vảng gần khu vực nhà của các nạn nhân. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được hai đối tượng hiểm nghi là Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, và Nguyễn Đức Dũng, hay còn gọi là Nguyễn Chí Dũng, sinh năm 1976. Chiều ngày 25 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn. Họ tên đối tượng Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đặc điểm nhận dạng: khuôn mặt chữ nhật, tầm cao 1,8m, sống mũi lõm, dái tai trúc, nếp tai dưới cụt, dấu vết riêng, sẹo chấm cách 4cm sau mép trái. Nghi phạm Doãn Trung Dũng đã từng có 2 tiền án và là cháu rể của nạn nhân Nguyễn Thị Hát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị công dân nào phát hiện người có đặc điểm nêu trên thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại của đồng chí Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, điện thoại 0913 251 857. Đại tá Nguyễn Quốc Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, điện thoại 0913 263 421 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định của pháp luật. Cá nhân nào cố tình che giấu sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Khuyến cáo người dân không tự ý vây bắt các đối tượng hiểm nghi trên mà phải thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất.
truy nã đặc biệt đối tượng giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh. Sáng ngày 26 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng gây ra vụ thảm sát 4 người ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Quyết định truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC-45 về tội giết người và cướp tài sản đối với Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng Doãn Trung Dũng có cha tên là Doãn Trực, mẹ tên là Bùi Thị Nghĩa. Đặc điểm nhận dạng đối tượng Doãn Trung Dũng: khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,5m, sống mũi lõm, dái tai trúc, nếp tai dưới thụt, dấu vết riêng, sẹo chấm, cách 4cm sau mép trái. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, các cá nhân đơn vị báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại 069 2808 133 hoặc số điện thoại 0913 251 857 của đồng chí Thái Hồng Công, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại 0913-263-421 của đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh để giải quyết theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Quảng Ninh đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp thông tin về đối tượng truy nã. Người nào bao che chứa chấp cho đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị thân nhân của đối tượng động viên, giải thích cho đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Như phóng viên đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 9, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình, đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, cùng hai con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng, sinh năm 2007, Phạm Thu Hà, sinh năm 2008 và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền, sinh năm 2013, nằm chết cục trên vũng máu trong nhà của gia đình ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Khắp người các nạn nhân có nhiều vết đâm chém, trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi. Trong suốt những ngày sau khi xảy ra vụ án, Doãn Trung Dũng đã vắng mặt bất thường. Hơn nữa, quá trình xác minh, phân tích camera ghi lại ở cây xăng Phương Nam cho thấy một đối tượng có hình dạng giống với Doãn Trung Dũng. Dũng là đối tượng mới ra tù, có hai tiền án và đặc biệt đối tượng là cháu rể của nạn nhân Nguyễn Thị Hát. Sáng ngày 26 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động một lực lượng lớn gồm công an, dân quân tự vệ phong tỏa một số địa điểm để vây bắt đối tượng này. Người dân phát hiện tung tích nghi can giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh. Theo phóng viên, liên quan đến vụ án mạng chấn động tỉnh Quảng Ninh khiến 4 bà cháu chết thảm ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra ngày 24 tháng 9, lực lượng công an và chó nghiệp vụ đã có mặt và truy lùng một đối tượng nghi vấn được báo đã xuất hiện tại khu vực bờ sông Uông, thành phố Uông Bí. Người dân phát hiện nghi phạm xuất hiện vào sáng sớm ngày 25 tháng 9 tại khu rừng ngập mặn này. Hiện người thân nạn nhân và người dân địa phương đang cùng lực lượng chức năng ra phong tỏa khu vực trên. Như tin tức đã đưa, tối ngày 25 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông báo truy tìm nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 24 tháng 9 năm 2016 tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi khám xét hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện dấu vân tay lạ và dấu giày có dính máu cùng các chứng cứ khác thu thập được hiện trường. Bước đầu đã lộ diện hung thủ gây án, cơ quan công an tập trung xác minh điều tra các đối tượng lạ mặt trước đó có lảng vảng gần khu vực nhà của các nạn nhân. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn gây ra vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngày 24 tháng 9 năm 2016. Họ tên Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đặc điểm nhận dạng: khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8m, sống mũi lõm, dái tai trúc, nếp tai dưới cụt, dấu vết riêng, sẹo chấm cách 4cm sau mép trái. Được biết, nghi can từng có hai tiền án và là cháu rể nạn nhân. Đã hai ngày nay, mọi liên lạc với tên này đều không thực hiện được. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị công dân nào phát hiện người có đặc điểm nêu trên thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại đồng chí Thái Hồng Công, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, điện thoại 0913 251 857 và đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh, điện thoại 0913 263 421 hoặc
cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đau xót hình ảnh tang lễ 4 bà cháu bị giết trong vụ thảm sát ở Quảng Ninh. Vụ thảm sát tại gia đình chị Vũ Thị Thanh, sinh năm 1983, ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, xảy ra vào sáng 24 tháng 9, khiến 4 bà cháu trong một gia đình bị giết hại. Sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi hoàn tất, đúng 8 giờ sáng ngày 25 tháng 9, gia đình chị Thanh đã tổ chức lễ khâm liệm cho 4 nạn nhân xấu số trong tiếng khóc ai oán, xót thương. Nhìn thấy di ảnh của mẹ, hai con và người cháu ruột, chị Thanh khóc ngất và ú ớ gọi tên các nạn nhân trong vô hồn. Lúc làm lễ phát tang, chị đã không còn đứng vững và được người thân dìu đỡ. Đứng bên 4 di quan được xếp cạnh nhau trong ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát, ông Vũ Văn Hùng, bố đẻ chị Thanh như vẫn không tin nổi gia đình mình lại gặp đại tang lớn như vậy. Nhận được tin mẹ đẻ, con gái và các cháu bị sát hại, chị Vũ Thị Oanh, chị gái của chị Thanh, bỏ vội công việc đang làm bên Trung Quốc để trở về lo hậu sự. Nằm gục đầu bên di quan người con gái duy nhất, chị Oanh khóc không thành lời. Dậy đi con ơi, hôm trước con còn gọi điện bảo mẹ khi nào về mua đồ chơi cho con, sao hôm nay con lại bỏ mẹ mà đi thế này? Dậy đi mẹ ơi, các cháu của bác ơi. Theo ghi nhận, khi biết tin làm lễ khâm liệm cho các nạn nhân xấu số, có hàng trăm người ở khắp mọi nơi đã tìm về gia đình chị Thanh để hỏi thăm, động viên và chia buồn. Ai cũng xót xa cho gia đình chị và căm phẫn khi hung thủ đã xuống tay dã man, cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình đang sống êm ấm hạnh phúc. Ông Trần Mạnh Xuân ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết: "Hôm qua, nghe tin cả 4 bà cháu bị sát hại mà tôi thương quá. Gia đình tôi không có quan hệ họ hàng, nhưng sáng nay tôi dậy sớm để sang chia buồn, khổ thân gia đình chị ấy." Theo thông báo của đại diện tang lễ, vào lúc 14 giờ chiều hôm qua, di quan của 4 bà cháu bị sát hại đã được gia đình làm lễ an táng tại nghĩa trang nhân dân Bạch Đằng 2, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Sau đây là một số hình ảnh tang lễ 4 bà cháu bị sát hại tại Quảng Ninh. Top 10 tuyệt đỉnh xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Đau xót hoàn cảnh éo le của gia đình trong vụ thảm sát ở Quảng Ninh. Chưa kịp làm dỗ đầu cho người chồng mới mất vì tai nạn giao thông, chị Thanh lại tiếp tục trải qua bi kịch khi hai con cùng mẹ đẻ và người cháu ruột bị sát hại trong một đêm. Gần một ngày sau vụ thảm sát 4 bà cháu xảy ra ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, hàng trăm người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.
Mỗi khi bàn tán về vụ việc, ánh mắt họ rơm rớm khi nhắc đến chị Vũ Thị Thanh, 33 tuổi, là chủ căn nhà nơi xảy ra vụ án thương tâm. Theo bà Nguyễn Thị Trang, ở sát gia đình các nạn nhân, chị Thanh và anh Phạm Đình Hòe, quê Thái Bình, kết hôn gần 10 năm trước. Họ sinh cặp trai gái là hai cháu Phạm Đình Hưng, 9 tuổi và Phạm Thu Hà, 8 tuổi. Anh Hòe làm phó giám đốc tại công ty than Uông Bí, là trụ cột chính của gia đình. Chị Thanh là nhân viên bán xăng tại cây xăng thuộc doanh nghiệp tư nhân Phương Nam, cách nhà khoảng 700 mét. Sau nhiều năm làm việc cật lực, vợ chồng chị Thanh dùng tiền tiết kiệm xây cất căn nhà 2 tầng nằm phía sau trường tiểu học Phương Nam, cách quốc lộ 18 gần 2 km. So với nhiều gia đình trong thôn, căn nhà của vợ chồng anh Hòe khá khang trang, được sơn màu xanh, xung quanh hàng rào quây kín. Theo hàng xóm, trong căn nhà 2 tầng, đồ đạc khá đơn sơ. Theo người dân địa phương, gia đình chị Vũ Thị Thanh tuy sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang, nhưng cách đây không lâu, chồng chị đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Chiếc xe tải đã cán đứt đôi cơ thể người chồng rồi kéo lê hàng trăm mét. Đến tháng 12 năm 2016 mới dỗ đầu chồng, ai ngờ mẹ đẻ, con và cháu lại bị giết hại dã man đến vậy. Gần một năm nay, chị Thanh thay chồng làm trụ cột để nuôi con và bố mẹ già. Để giúp đỡ con gái, bà Nguyễn Thị Hát, 61 tuổi, vẫn thường đi lại chăm lo cho các cháu và nhà cửa mỗi khi chị Thanh đi làm. Thời gian gần đây, chị Vũ Thị Oanh, chị gái của chị Thanh, gửi con gái là cháu Vũ Khánh Huyền, 3 tuổi, ở nhà em gái để tiện việc làm ăn cùng chồng tại Trung Quốc. Bà Trang nghẹn ngào nói về vợ chồng chị Thanh. Họ hiền lành, sống chan hòa với bà con lối xóm. Cả hai chưa bao giờ to tiếng với nhau hay xích mích với người thân, hàng xóm. Chân dung bất hảo của nghi phạm vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh. Liên quan đến vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh, sau khi vào cuộc, sàng lọc, khoanh vùng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được đối tượng nghi vấn ra tay sát hại 4 bà cháu tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, ở tổ 7, khu 1, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí. Chiều 25 tháng 9, có mặt tại nơi ở của Dũng tại tổ 1, khu 7, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí. Phóng viên chứng kiến ngay từ đầu ngõ đã thấy nhiều người dân tụ tập thành từng nhóm, bàn tán xôn xao. Ai cũng tỏ ra xót thương các nạn nhân, nhưng cũng sợ hãi vì cho rằng hung thủ gây ra vụ thảm sát ở ngay trong khu nhà mình và đang lẩn trốn cơ quan công an. Ông TVH, 56 tuổi, ở giữa khu cho biết, người dân nghi ngờ Dũng là hung thủ là có cơ sở, bởi ngay từ sáng sớm đã thấy rất nhiều người lạ, nhiều xe ô tô đã ghé qua khu phố này. Một số thì lượn ra khu vực bờ sông Uông, còn một số ghé vào nhà Doãn Trung Dũng. Thậm chí có người còn hỏi han người dân rất kỹ về Dũng. Theo một người dân sống gần nhà Dũng, thì Dũng là người quê gốc Hải Phòng, lấy vợ về sống trong khu khoảng 10 năm nay. Hiện Dũng cùng vợ và hai con trai sống trong một ngôi nhà nhỏ gần cuối ngõ. Người dân này nói, cả ngõ chẳng ai ưa Dũng vì tính côn đồ, hung hãn. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ, Dũng cũng sẵn sàng vác dao hỏi thăm. Vì vậy, chả ai dám dây vào. Gần đây, Dũng còn hay tổ chức đánh bạc tại nhà và làm lô đề. Thậm chí, có lần một người cùng xóm có ý kiến về việc Dũng đưa nhiều người vào nhà gây ồn ào. Ngay lập tức, Dũng mang dao dọa chém luôn. Còn theo bà NTD, 47 tuổi cùng khu, Dũng từng có 2 tiền án, mãn hạn tù được khoảng 5 năm nay. Sau khi ra tù, Dũng tỏ ra rất tu trí, chỉ ở nhà đóng than tổ ong bán. Dũng cũng ít ra khỏi nhà, nhưng thời gian gần đây thì đi suốt với một người đàn ông và hay hỏi vay tiền mọi người. Ngoài ra, Dũng còn có biểu hiện nghiện ma túy. Sau khi TV phát đi bản tin về vụ án, nhiều người trong tổ 7 thấy Dũng không về nhà mà ngủ ở ngoài bãi gần sông Uông. Một người hàng xóm sống gần sông là ông NVC còn nhìn thấy Dũng lội bì bõm dưới sông khá lâu rồi không thấy xuất hiện. Còn theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 25 tháng 9, các trinh sát thuộc Công an Uông Bí, Công an tỉnh đã đến khu vực này, thậm chí chó nghiệp vụ cũng được đưa đến phục vụ công tác truy bắt.
lãnh đạo Công an thành phố Uông Bí cũng đã xác nhận thông tin đối tượng Doãn Trung Dũng có hai tiền án là chính xác, trong đó có một án về cướp tài sản, một án về ma túy, đã mãn hạn tù cách đây 5 năm. Cũng theo vị lãnh đạo này, Dũng là đối tượng được công an địa phương đưa vào diện quản lý.